Chào các bạn, sau lưng mình đây là ruộng rau muống. Hôm nay Đại với Sơn sẽ đi câu lươn. Yun, lưới câu lươn. Đây, lươn này nó hay lắm. Ê, đất kìa. Nó lại lên nữa rồi kìa. Điện thoại mình mở quá nhìn. Ôi chà chà chà, táp luôn. Kéo luôn kìa, kéo dây luôn. Còn bới đất ra không? Lươn đồng thế mấy. Nhỏ mà có vỏ. Ăn ngon. Ồ, túm luôn. Chà 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 chà. Chết rồi, lún rồi. Bắt này rồi. Sao này rồi. Mình đã bị sao này. Sau khi quay được con lươn rồi, bắt này luôn. Mày nhắc bên trước. Ôi trời, chết rồi. Bên cạnh này các bạn, sang bên cạnh nè, có một em lươn rồi. Ôi, ôi, chà chà chà. Táp nghe đá, nghe tiếng táp thích nhỉ. Thì nước miệng ha. Đây coi. Đi nhấc lên cho mọi người xem coi. Đi cao lên coi. Cao thủ câu lươn. Con thứ ba rồi nha các bạn. Bắt lấy cái nước ra chứ. Chút nước uống là toàn mùi lươn không thì thôi luôn. Đấy. Xoắn dày. Ủa. Nó tự xoắn à? À. Dính chưa? Không nhẹ vậy. Con lươn mini các bạn ơi. Phải lươn không vậy? Thả đi. Ô, kệ bắt đi. Coi cái đường ngón tay kia coi nó bằng nào. Ô, bằng ngón tay út. Thôi con lươn này nhỏ quá các bạn ơi, thả đi cho nó đi. Chuyên gia câu lươn của mình đang đi tìm hàng lươn. Giữ nó ra. Xem nó bự không, xem cái đầu nó bự không. À, xa lại cho mọi này. Người xem coi cái đầu nó bự không nha. À, con này được. Ôi, cũng mini à. Được. Nhỏ. Bắn nát rồi. Bé gì? Quá bé luôn. Cuối cùng bắt được, trời ơi, lươn gì mà to thế.